Rồi thì các bạn có thể thấy là trên thông tin của cái bản đồ này là đang là 2024S1 đúng không ạ? Đây là cái bản mới nhất tại thời điểm hiện tại. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó xuống là 2022S1. Chúng ta vẫn cái cắm USB vào bình thường các bạn nhé, nhưng mà nó sẽ không cập nhật đâu. Bạn sẽ thấy là nó có dòng thông báo là không có tệp tin đa phương tiện. Đấy, nó không cập nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một cái que chọc sim như thế này các bạn này. Đây, chọc vào cái lỗ này. Đấy, thì nó sẽ khởi động lại. Trong lúc nó khởi động lại thì các bạn bấm giữ nút nguồn. Các bạn sẽ thấy là cái USB sẽ chớp chớp chớp. Đấy. Lúc này là nó bắt đầu tiến hành nó đọc cái dữ liệu trong đấy. Và chúng ta vào chế độ là Fork Update. Đấy. Mình có 4 chế độ. Check này. Check ở đây các bạn này. Đó. Rồi chúng ta có chế độ Fork Date này, Mark Date này và Exit. Exit thoát ra thì chúng ta sẽ chọn Fork Date. Đấy, thì hệ thống bây giờ nó sẽ chạy tiến hành cập gọi là downgrade thì đúng hơn, nó không phải là upgrade nữa, mà nó downgrade. Nó sẽ đưa cái hệ nó khởi động lại này và nó sẽ đưa cái đầu của chúng ta về cái phiên bản thấp hơn. Quá trình này nó diễn ra khoảng 5-7 phút các bạn, tùy vào cái tốc độ USB của bạn. Đấy, thì đoạn này các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi, nó sẽ chạy. Ok các bạn. Giờ ta bấm vào map nhé. Ok các bạn, bây giờ chúng ta xem này. Thông tin bản đồ này. Bạn thấy chưa? 2022S1. Đấy. 2022S1 thì đoạn ở bản đồ này chúng ta sẽ chưa thấy được cao tốc Bắc Nam không ạ? Vì tại thời điểm 2022 ấy chưa có cao tốc Bắc Nam, bạn xem này. Đây các bạn thể thấy đây quốc lộ 1A này. Đây quốc lộ 1A và không hề có cái đường cao tốc Bắc Nam ở đây. Bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Chưa hề có đường cao tốc Bắc Nam, tại thời điểm đấy chưa có. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận lại là chúng ta có thể là update hoặc là downgrade cái xe của bạn lên hoặc xuống đều ok cả các bạn nha. Đấy, hệ thống sẽ khởi động lại để nâng cấp software. Cái USB là rất quan trọng các bạn nha. USB mà nó không đáp ứng được yêu cầu thì nó sẽ không không thể nào mà cập nhật được cho các bạn đâu. Nếu trường hợp mà xe các bạn cắm vào mà nó không nhận thì chứng tỏ là các bạn cần phải đổi USB. Mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Cũng là đúng cái file đấy.
Đấy, nhưng mà cắm vào thì xe cứ bảo là phải update lỗi hoặc là không nhận file hoặc là không có thư mục hoặc là đây vân vân, tóm lại là xe nó không cập nhật được. Thì trường hợp đấy thì các bạn ấy thay USB khác thì sẽ được USB, nhưng mà tức là đúng loại cái loại mà nó hỗ trợ ấy thì nó mới nhận, vì nó liên quan đến cái độ sự an toàn của quá trình cập nhật. Nếu có loại USB mà không phải hàng chính hãng thì nó sẽ gây rủi ro trong quá trình cập nhật mà nó bị lỗi. Đấy thì video trước thì mình đã downgrade xuống. Còn video này thì chúng ta lại upgrade lên. Đấy thì mình làm video để hướng dẫn cho các bạn biết rằng là các bạn có thể là downgrade hoặc upgrade tùy ý để các bạn làm chủ được cái xe của bạn. Các bạn muốn cho cái phiên bản nào đấy các bạn chạy thấy nó ổn định thì các bạn có thể là duy trì để chạy. Đấy. Trước đây thì cái mindset của chúng ta là cứ upgrade thôi, lên phiên bản cao thì không để xuống được phiên bản thấp. Thực ra thì đúng như vậy thật đấy. Người ta cũng làm theo đúng nguyên tắc là cái phiên bản mới là vá lỗi phiên bản cũ. Đấy. Và người ta khóa không cho chạy lại phiên bản cũ. Khi các bạn cắm USB phiên bản cũ vào nó nhận ra đấy là phiên bản cũ hơn và nó không cho phép cập nhật. Còn nếu các bạn cắm USB vào mà nó là phiên bản mới thì nó lại cho phép cập nhật tự động. Đấy. Thì điều đấy là cái điều mà nó phù hợp với cái nhà phát triển. Người ta phát triển cái hệ thống, người ta sẽ muốn là xóa bỏ những cái bản cũ đi và cập nhật thay thế vào đó những bản mới để làm sao để vá lỗi này, để cho hệ thống nó ổn định hơn này, tốt hơn này. Cái bản thân mình cũng là người làm phần mềm. Mình viết code rồi mình cập nhật liên tục. Mỗi lần mình ra một version mới thì mình khóa luôn cái version cũ, không cho khách hàng sử dụng. Mình lên cái thông báo là đã có phiên bản mới, vui lòng cập nhật để tiếp tục sử dụng. Đấy, nếu họ không cập nhật thì thoát ra luôn, không được phép sử dụng. Đấy là trên các phiên bản mà mình viết trên điện thoại Android và iOS thì khách hàng bắt buộc phải cập nhật, bấm vào cập nhật. Thì khi cập nhật thì nó sẽ tự động download các cái bản, các cái file cần thiết về và nó cập nhật để chạy cái bản mới. Ví dụ như trong cái phiên bản cũ thì mình có phát hiện ra một số đặc điểm mà ví dụ lỗ hổng bảo mật chẳng hạn, đúng không ạ? Dễ bị tấn công vào, dễ bị người khác tấn công vào và đánh cắp dữ liệu hoặc là phá hủy hệ thống. Thì phiên bản mới mình đã phát hiện ra nên mình sẽ cập nhật vá ngay cái lỗi lại và không cho người ta dùng phiên bản cũ nữa, mục đích là để không có ai tấn công được vào cái lỗ hổng đấy. Đấy, đấy là lý do mà cái bản mới sau bao giờ nó cũng tốt hơn bản trước. Nó kế thừa mà. Nó mang tính kế thừa. Nó kế thừa từ những cái phiên bản trước nó có và nó hạn chế những điểm tiêu cực mà bản trước nó có. Cái quá trình upgrade này thì nó sẽ diễn ra khoảng 7 phút. Đấy thì nó sẽ là cho phép là xóa toàn bộ cái hệ điều hành OS trên cái đầu này và nó sẽ chạy lại phiên bản cao hơn. Bởi vì lý do đó cho nên là quá trình mà cập nhật thì các bạn nên là nổ xe nổ máy để tránh để trường hợp hết ACQUI. Hoặc trong trường hợp này thì mình đang sạc ACQUI bên ngoài này, các bạn xem. Mình mở capo lên này và mình cắm, bạn thấy cục cục sạc chưa? Đấy. Cục sạc và dây sạc mình sạc trực tiếp ACQUI và mình để ở chế độ không nổ máy. Đó. Mình để nấc 2 không nổ máy. Nấc 2 không nổ máy thì tất cả các đèn báo nó đều chạy. Đó. Tất cả các đèn báo nó đều hoạt động. Nó giống như là chế độ đang nổ máy, bạn. Giống hệt như vậy nhưng mà khác cái là động cơ nó không hoạt động thôi. Đấy. Nếu cái chế độ này các bạn để lâu nó sẽ gây ra hao pin và có thể các bạn không không đề nổ được. Thì đó là lý do mình phải sạc, mình sạc cho ACQUI nó luôn luôn có điện để lát nữa mình chạy thì nó sẽ có thể khởi động được động cơ.
Đấy, hệ điều hành OS các bạn này. Rồi đến phần cập nhật bản đồ. Sáu phút các bạn, hơn 6 phút rồi, cũng gần xong rồi đấy. Thì trong quá trình cập nhật thì các bạn có thể là đến gara của Hyundai trên toàn quốc để được cập nhật miễn phí. Hoặc là có thể là ở nhà cập nhật cũng được. Đấy, complete các bạn nhé. Như vậy là quá trình cập nhật đã hoàn thành. Tất cả các cái phần cập nhật đều là done cả. Nó không có cái nào bị lỗi hết. Nếu mà bị lỗi là sẽ có màu đỏ bạn nhé. Bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái màu đỏ ở cái dòng đấy. Ví dụ như là OS lỗi thì OS lỗi màu đỏ này. License của map lỗi thì họ cũng báo lỗi lên đấy. Toàn bộ là quá trình cập nhật nó sẽ hiển thị ở ngôn ngữ là tiếng Anh. Bây giờ quá trình cập nhật chương trình này ấy, nó sẽ được thực hiện lại. Nó được ghi vào. Quá trình lúc này giống như giải nén các bạn ạ. Kiểm tra và giải nén, còn đây là quá trình ghi vào. Khi mà hoàn thành thì khởi động lại là nó chạy được luôn các bạn nhé. Thì để quá trình đấy nó không bị lỗi thì nó phải được kiểm duyệt trước. Kiểm duyệt trước để tránh trường hợp bị lỗi. Đó. Thì quá trình kiểm duyệt lúc này là nó báo hoàn thành. Thì bây giờ nó sẽ tiến hành ghi vào. Đấy, và bây giờ hoàn thành nhé. Xong các bạn. 8 phút các bạn. 8 phút là cập nhật xong. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào kiểm tra lại bản đồ nhé. Xem nó có từ 2022 S1 nó lên 2024 S1 hay không nhé. Rồi mình nghe tiếng đài rồi. Ok các bạn nhé. Mình đồng ý này. Rồi quá trình điều hướng này nó sẽ diễn ra khoảng 5-7 giây để nạp toàn bộ dữ liệu vào. Rồi hoàn thành các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Đấy, như vậy là chúng ta đã lên cái phiên bản là 2024 S1. Bây giờ kiểm tra luôn cái đường cao tốc các bạn nhé. Đường cao tốc Bắc Nam nhé. Lúc này là ở bản 2022 S1 mà là không có mà. Thì giờ ta sẽ xem được cái đường cao tốc Bắc Nam này. Đấy, các bạn thấy không? Có một đường màu vàng to to song song với quốc lộ 1A ấy. Đây, mình chở các bạn xem này. Đấy nha. Đấy, các bạn CT01 chưa? Đấy, bạn thấy CT01 này. Đó. CT01. Đây mình cho các bạn xem lại này. Bây giờ đường cao tốc Bắc Nam là nối thông đến đoạn Vinh rồi đúng không ạ? Đây, cho các bạn xem nha. Đây, đến đây rồi các bạn này. Kỳ Phong này. Hào Huy Tập, Hiếu Vinh đấy. Bây giờ là đã đến đoạn Vinh của Nghệ An này các bạn nhé. Từ Bắc vào Nam thì đã đến đoạn Vinh rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.